băng sang á, băng nó bị nhảy này, ở bị mờ này. Rồi chị chơi dở, tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ê, trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó à. Còn nhiều khi nha, màn hình nè, cái đầu nó nằm trên đây nè, còn cái mình nó cuốn cái dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình nó nhảy cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy hà. Ghê gớm quá à, thôi không chơi băng sang nữa, cho chị cũng băng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. 25 đô phải không cơ? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc cái chị nè, 10 đô.